Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chú hề ST làm mẫu nghệ thuật. Và hôm nay chú hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình mẫu con ếch. Và mẫu này chú hề ST cũng học được từ hình ảnh của một nghệ nhân người Nhật Bản và cũng là một thần tượng về bong bóng nghệ thuật của rất là nhiều người trên toàn thế giới. Đó là Matsumoto Masayoshi. Và chúng ta bắt đầu nhé. Để tạo được con ếch mẫu này, chúng ta cần có hai quả bóng màu xanh lá cây 160 các bạn nhé, và một quả bóng xanh lá cây 260. Vì chú hề ST không có cùng màu nên chú hề ST phải dùng loại khác màu. Các bạn có thể dùng cùng màu với nhau nó sẽ đẹp hơn các bạn nhé. Màu xanh lá cây, một quả bóng màu trắng 260, một quả bóng màu đen 260 và một quả bóng vàng đồng 260, thêm một quả bóng màu vàng 160. Đầu tiên chúng ta thổi quả bóng 160 màu xanh lá cây này lên khoảng nửa quả bóng. Chúng ta tạo một quả nhỏ khoảng gần hai ngón tay các bạn nhé, gần hai ngón tay. Tạo một cái khóa hai ngón tay. Tiếp tục tạo một quả nho bằng quả này, một cái khóa. Một quả nho, một cái khóa. Đây, một quả nho và không có khóa các bạn nhé. Chúng ta cột vào đây. Bước đầu tiên chúng ta làm thế này. Tiếp theo chúng ta thổi quả bóng màu trắng lên nửa quả bóng. Và quả bóng màu xanh lá cây 160 nửa quả bóng. Wow. Chúng ta cột chung lại với nhau nhé. Các bạn để ý nhé. Chúng ta sẽ cột vào đây. Cột chung vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo quả bóng màu trắng này một đoạn 4 ngón tay. Quả bóng màu xanh lá cây này chúng ta bóp mềm, tạo một đoạn 6 ngón tay. Cột chung vào đây. Quả màu trắng chúng ta tạo một đoạn 4 ngón tay bằng đoạn này. Cột vào đây. Màu xanh này tương tự 6 ngón tay. Bóng màu trắng này chúng ta ngắt ra, giữ lại và chúng ta dùng luôn nha. Đến đây chúng ta thổi quả bóng xanh lá cây 260, thổi lên được quả bóng. Chúng ta cột chung với quả màu trắng. Chúng ta sẽ để đây và chúng tay bóng này chúng ta cột vào đây. Cột xong chúng ta tạo đoạn màu xanh này 4 ngón tay, chúng ta cho ở dưới đây
vô cái khóa ở trên cùng này. Con quả này, quả trắng này chúng ta sẽ luồn ở giữa này. Bóp mềm rồi ở trên này các bạn nhé. Quả bóng màu xanh lá cây này chúng ta bóp mềm. Đưa về này, đưa về phía trước này các bạn. Về cái khóa này. Đến đây chúng ta đưa quả màu xanh lá cây này xuống phía dưới và quả màu xanh này lên phía trên. Bóp này các bạn. Chúng ta tạo một đoạn như thế này các bạn nhé. Chúng ta để vào đây. Và quả bóng màu xanh nhỏ này, 160 này, chúng ta đưa lên trên. Quả bóng màu xanh 260 này, chúng ta tạo một cái quả nho hai ngón tay đây. Tạo một đoạn khoảng 7 ngón tay. Đây. Và quả bóng màu trắng này chúng ta làm ngắn hơn quả bóng màu xanh này khoảng 2 ngón tay. Và cột chung vào đây. Chúng ta sẽ làm ngược lại. Tương tự đây. Quả xanh này chúng ta chèn ở dưới này. Đến đây. Đến đây chúng ta có thể tạo hai khóa nhỏ đây. Quả trắng này chúng ta ngắt bỏ. Quả này chúng ta gập lên đây và cột vào đây. Còn này chúng ta bóp mềm. Chúng ta đo qua đây. Vừa chạm đây các bạn nhé. Đến đoạn giữa này chúng ta tạo một, hai, ba. Chúng ta tạo ba quả nho. Đến đây chúng ta bóp mềm. Đo làm cái này luôn các bạn. Làm hai chân trước của nó.
chúng ta cột đối xứng qua bên này. Hình như chúng ta ngắt vào. Cái này chúng ta tạo thành một cái khóa, và ở đây cũng là một cái khóa. Cái này chúng ta sẽ làm chân sau của con ếch. Đến đây, từ đây chúng ta đo được khoảng 3 ngón tay. Ta ngắt và cột lại. Cái này tương tự. Đo bằng các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta thổi có một vàng nữa này, vàng 160 các bạn nhé. Chúng ta tạo 3 quả nho, mỗi quả 2 ngón tay. Còn lại chúng ta ngắt. Đây chúng ta cột lại lần nữa các bạn nhé. Chúng ta làm cái thêm một đoạn nữa. 1, 2, 3. Còn lại. Đấy, chúng ta giữ, chúng ta làm tiếp một đoạn 3 ngón tay. Để chúng ta ngắt cho sát các bạn nhé. Đây, 3 ngón tay. Phần còn lại chúng ta cũng làm tương tự 3 ngón tay. Đây. Chúng ta cột lại. Có màu vàng chia đôi. Quả này chúng ta tạo một quả nho như thế này, nhỏ thôi. Chúng ta làm chân sau. Và cái này chúng ta gắn vào chân trước. Đây. Và cuối cùng chúng ta làm mắt của con ếch. Thế là xong. Và đặc biệt đối với nghệ nhân người Nhật Bản Matsumoto Masayoshi, đó là con mắt cực kỳ có hồn các bạn. Và đây là cách làm mắt của anh ấy. Có một đen này chúng ta thổi lên một ít thôi các bạn nhé. Một đen chúng ta tạo một tròn này, gần hai ngón tay, gần hai ngón tay các bạn nhé. Chắc còn lại chúng ta làm hai con mắt. Thứ
Tiếp theo chúng ta thổi quả bóng màu vàng đồng vào lên. Như thế này các bạn. Đây. Chúng ta làm cho xì của đoạn này đi. Rồi, phần còn lại chúng ta làm con mắt thứ hai. Và bây giờ chúng ta đã hoàn thành hai con mắt của nếch. Chúng ta cột lại các bạn nhé. Cột cho nó có khoảng cách một chút xíu. Rồi. Nó ngắt bỏ. Tiếp theo chúng ta sẽ nhét từ cái mắt này qua bên đây. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành mẫu con ếch này các bạn nhé. Mặc dù chú hề ST làm không được đẹp như là Matsumoto Masayoshi, nhưng chú hề ST nghĩ đây là cách làm và chúng ta cùng nhau cố gắng luyện tập. Càng ngày chúng ta sẽ làm càng đẹp hơn các bạn nhé. Nếu các bạn thấy hay, hãy ủng hộ chú hề bằng cách nhấn like, đăng ký kênh để tạo thêm động lực cho chú hề ra tiếp những video mới các bạn nhé. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.